Chuyện đưa ra một công thức giới hạn những thông tin tiêu cực của ông quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhắc người ta nhớ đến những khuyến nghị vẫn thường xuyên được các nhà tuyên truyền của chế độ đưa ra là không đưa những tin không có lợi và có những tin xấu cần hạn chế. Nhà báo Mai Phan Lợi từng làm việc ở báo Thanh Niên nói với chúng tôi về quan niệm của chế độ hiện tại Việt Nam về cách xếp loại tin xấu hay tin tốt. Đúng là ở Việt Nam và các nước thì nó có cái độ vênh nhất định về quan điểm tin xấu hay tin tốt. Thế thực ra thì đối với Việt Nam ấy thì luật báo chí có một cái quy định là báo chí được quyền thông tin đưa sự thật nhưng lại phải phù hợp với lợi ích của nhà nước và lợi ích của tổ chức nào đó. Định ra tin tốt và tin xấu ấy thì nó trên cái nền tảng xây dựng luật và quan điểm như thế. Song song với việc khuyến cáo các tờ báo tại Việt Nam hạn chế việc đưa những thông tin được cho là tiêu cực, ông Nguyễn Mạnh Hùng còn nói rằng Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, được bạn bè các nước và các tổ chức quốc tế ghi nhận. Nhà báo về hưu Chu Vĩnh Hải đang sống tại Vũng Tàu không đồng ý như vậy. Và theo ông thì những chuyện xấu xảy ra trong xã hội nhiều hơn những chuyện tốt. Khi ông Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng là xã hội Việt Nam có rất nhiều tốt đẹp thì ông vẫn nói theo cái suy nghĩ của một cái người lãnh đạo, một người đứng đầu một bộ máy của chính quyền thôi. Và họ tách rời ra khỏi cuộc sống của nhân dân. Chúng tôi không liên lạc được với ông Nguyễn Mạnh Hùng để bình luận về buổi họp với Cục Báo chí và các tổng biên tập báo chí. Trước đây ít lâu khi tin ông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ được đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông, nhà báo Võ Văn Tạo tại Nha Trang có nói với Đài Á Châu Tự Do rằng ông Hùng có thể sẽ không khắt khe với báo chí như những người tiền nhiệm của ông vì ông không phải là những cán bộ chính trị, tư tưởng như họ. Khi bài báo về lời khuyến nghị giới hạn 10% những chuyện tiêu cực được loan đi, ông Võ Văn Tạo nói với chúng tôi rằng ông đã giả định rằng ông Nguyễn Mạnh Hùng là người từng đi du học ở nước ngoài, có thể có đầu óc cởi mở. Nhưng phát biểu của ông Hùng vừa qua với giới báo chí đúng là một sự áp đặt, siết lại tự do báo chí. Ông đưa ra hai nguyên nhân. Hai khả năng. Một, ấy, ông này thì bản chất không phải cái người như thế, nhưng mà khi mà ngồi vào chỗ đó là buộc phải như thế, cái buồng máy nó như thế. Ông làm theo cái đó thì nó cũng nghiến anh. Còn ý thứ hai, ấy, thì có thể rằng ông ấy là một người cơ hội. Bây giờ là nhảy lên là bộ trưởng rồi, là thì nếu mà theo cái hướng là biết gọi là lấy lòng của những cái phái chiều hâu cực đoan ấy, thì kiến thân còn nhanh nữa, có thể nhảy vào ban tuyên giáo trung ương làm phó ban trưởng ban rồi lên bộ chính trị này kia thứ, rồi thậm chí lên tọt đỉnh là tổng bí thư hoặc là thường trực ban bí thư. Nếu như báo chí Việt Nam sẽ bị kiểm soát khắt khe hơn thì các nhà báo Việt Nam sẽ tuân thủ như thế nào, trong khi trong thời gian qua đã có không ít những nhà báo dám dấn thân tìm hiểu sự thật, đôi khi phải trả giá bằng cả sự nghiệp của mình. Một trong những nhà báo đó là ông Đỗ Cao Cường, từng làm ở báo Pháp Luật nhưng phải rời bỏ nơi này vì những phóng sự về ô nhiễm môi trường của ông không được đăng tải, thậm chí ông còn nhận nhiều lời đe dọa. Theo em thì cũng khó lắm, bởi vì là trong một cái môi trường như vậy thì mà để mà nếu mà người ta đấu tranh thì người ta sẽ bị đấu tranh. Thì tất nhiên thì trong cái ngành báo có những nhà báo thế tốt đẹp, nhưng mà chắc chắn một nhà báo mà sống lâu năm trong một tòa soạn thì rất khó được. Ông Mai Phan Lợi cũng cho rằng khuynh hướng chung của các nhà báo sẽ là tuân thủ. Nếu như mình tiết lộ một cái sự thật mà đụng tới một nhóm nào đó thì cái hậu quả có thể nhìn thấy ngay trước mắt. Nhưng mà cái mà họ im lặng ấy, mà xã hội họ lại phải chịu hậu quả ấy, thì cái đấy là cực khó đo lường. Thế chính vì thế thì người ta sẽ nhìn thấy cái trước mắt là cái việc chấp hành theo cái quy định của luật báo chí và lớn thông tin của cái cơ quan tuyên truyền là nó như thế là nó tốt hơn. Họ không đo lường được cái hậu quả của cái việc xã hội mà bị bưng bít thông tin. Ông Võ Văn Tạo nhấn mạnh rằng với nền báo chí bị bưng bít đó, hậu quả không những tai hại cho xã hội mà còn là tai hại cho chính chế độ nữa. Trước mắt thì có thể như là một cái gọi là cái liều thuốc doping để cho các ông ấy tự du ngủ. Đấy, nhưng mà cái đó sẽ chết. Chắc chắn là nếu duy trì chính sách đó thì nó hại ngay chính lại cho cái chế độ này. Bởi vì nếu anh không đi thẳng vào thực tiễn, không nhìn thẳng vào vấn đề và cái tình hình thực tế, thì anh sẽ bị cái bệnh chủ quan mà đến lúc nào nó giống như ung thư nó bùng phát ra. Thì giống như là vua ngày xưa chỉ thích là cẩn thận, nó định nhót thôi thì mất ngày vàng lúc nào không biết đâu. Ông nêu ra dẫn chứng là chính nhờ sự cởi mở của báo chí Việt Nam vào những năm 1980, nêu lên được những vấn đề cần phải giải quyết trong xã hội,
mà xã hội Việt Nam được phát triển tốt hơn. Và đó cũng chính là điều duy trì sự tồn tại của chính đảng Cộng sản. Không có cái nhìn khá bi quan như ông Đỗ Cao Cường và Mai Phan Lợi, một người làm trong lĩnh vực truyền thông trong nước không muốn nêu tên, nói rằng người trẻ thì em muốn, ví dụ như anh đã nói cái đó xấu, thì bản thân tôi phải biết được tại sao nó xấu và nó xấu như thế nào. Như lớp trẻ tụi em đi, họ hiểu biết nhiều, họ biết được nhiều. Ví dụ như bản thân Cộng sản nói là cái nhóm đó là nhóm xấu, thì bản thân em phải đi đến cái nhóm đó là tại sao họ xấu và họ xấu vì cái gì. Ông Đỗ Cao Cường thì nhận xét rằng với cách chỉ đưa tin có lợi cho nhà nước, trong khi mạng xã hội lại phát triển mạnh mẽ, người dân giành được quyền đưa và tìm kiếm thông tin đa chiều, báo chí Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn.